Welcome to Dragon City Mobile. Ok, hôm nay mình có một cái bé dragon đẳng cấp là Heroic. Đây là con Heroic mới nhất nha. Wow, bây giờ thì sẽ mang cái chú Heroic mới này đi đại chiến cho bà con cô bác xem nè. À, ở đây thì mình sẽ tốn 10 viên game. Hôm nay hơi bị máu luôn. À, cho nên tốn tiền để review nhẹ cho bà con cô bác xem luôn nè. Wow, mới vào. Tịch chiêu lửa 35k, quá tuyệt vời. Thêm một cái nữa nghe. Oh my god, đúng là bé dragon mới có tiền những hiệu ứng khá là đẹp. À, bây giờ thì mình sẽ đây cho cái bé kỳ lân. Wow, Ruti, ok, 5 sao. À, bây giờ thì sẽ nhờ đến robot. Đây, robot. Robot trâu. Tiếp theo thì như thế nào đây? Cho kỳ lân ha. Cái chiêu khá là bá đạo luôn. Oh my god, 24k. À, 51.000. Quýnh thường ha, để mình quýnh thường cái 25. Rồi, New Dragon đây. New Dragon của mình. Wow, hiệu ứng khá là đẹp luôn. Quá tuyệt vời, 110k các bạn. Sức mạnh khá là bá đạo. Đây là chú Dragon New của mình. À, đây chúng ta sẽ thử xem sức mạnh của chú ấy như thế nào nghe. À, vuốt ve xem. Ok, tới luôn. 52, quá tuyệt vời. À, và các bạn ơi, anh em nào có cái tên nào hay có thể comment vào bên dưới luôn nha. Có thể mình sẽ đổi tên cho cái bé này, nhìn khá là đẹp luôn. Nhã nhẹ. Đây, nhã nhẹ với tuyệt chiêu lửa. Wow, 71. Rồi, đây là Thiên Thần Kỳ Lân. Wow, tới luôn. 10k. Hiện tại thì lượng đam của cái bé mới của mình đó là cũng khá là căng ấy. 18.000. Victory. 2 hiệp, mới có 2 hiệp thôi, nhận thêm được 5 tiền. Đây, hôm nay gọi là được đấu thoải mái luôn, xả láng nghe. À chà chà, từ chiêu Warfish đến từ bé trâu. Chúng ta đang cưa tên bạn còn được 16.000, 16.900. Đâu, bé mới lao ra. Nãy giờ cái chiêu này là chưa xem nè. Mana Lightning. Hay chà. Đây, mình sẽ cho kỳ lân và sử dụng chiêu băng. Thêm cái nữa nghe. 12.000. Tính ra là Heroic nhưng mà cái bé này hơi bị yếu nè, chắc do chữ chưa lên tới. Rồi, nỗ lực lên một xíu nào. Wow, Kurudo, Kurudo. Victory.
mình sẽ cho con Heric mới. Hiệu ứng khá là đẹp luôn. Rồi, slow motion là cái nghe. Đây, tiếng kêu nhẹ. Wow. Slow motion. Wow, quá tuyệt vời. Nhìn rất là đẹp luôn. Rồi, đến với bé kỳ lân thì chúng ta cưa tốc độ luôn nhé. Thì chiêu đến từ chiếc sừng điện. Chú ấy bắn bắn ra khá là bá đạo luôn. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh Dragon City Mobile thì nhớ bấm vào cái nút subscribe nhé. Nhớ bấm vào cái nút đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên để khi mà mình ra video thì các bạn sẽ nhận được thông báo vào chơi với mình cho vui. Và đừng quên cho mình một like ủng hộ với nghe. Wow, Brunei. Ây cha, Heric mới đâu rồi. Magic à, bé này gọi là phù thủy hay gọi là pháp sư đây. Hiệu ứng thì khá là ấn tượng luôn. Wow. Đây, tuyệt chiêu băng đến từ kỳ lân. Thêm một cái nữa. Ok, win nhẹ. Wow, và bây giờ chỉ còn lại một mình Châu Mũi Khoan sẽ cân với thần đèn Aladdin. Victory. Nhẹ nhàng lắm. Wow. Ok. Để đi lai rộng. Con này sao mình lai không được ta? À, full rồi. Sorry full. Hai thu vàng xíu nghe. À. Wow, và mọi người thích mình làm về cái bé Dragon gì thì hãy comment vào bên dưới luôn để mình sẽ review thêm nhiều bé mới cho các bạn xem nha. Wow, xong. Để mình xem bây giờ chúng ta cần phải làm cái gì đó nhỉ. Quần qua quần lại chứ hết biết làm gì luôn. Cái này là vàng sẽ được tăng lên nè. 4 tiếng, trong vòng 4 tiếng đồng hồ. À, đi bán bớt. Bán bớt cái đá nha các bạn. Okay. Wow, và video này cũng khá là dài rồi. Và mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người đã theo dõi nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. See you again.